Đi ngủ rồi. Để coi. Có gì đây? Gì? Địch mẹ tình quốc. Tình quốc à? Tình quốc. Tình quốc. Giáng sinh là ngày đặc biệt mà ai cũng xứng đáng nhận được những điều ấm áp. Mày muốn cái gì? Không muốn trở thành người lớn. Mày nghĩ tao có thiệt hả? Tôi về rồi đây. Ủa sao mà tôi toàn thấy ông qua nhà mấy đứa con gái hư không vậy? Tôi qua nhà mấy đứa con gái hư để cho nó một bài học. Bài học gì? Một bài cho hay đánh. Ước gì ai đó hát cho mình bài hát ước gì của Mỹ Tâm. Để coi. Ước gì ai đó hát cho mình nghe bài ước gì của Mỹ Tâm. Ước gì anh ở đây. Cái này. Bà ở nhà nha. Tôi đi phát quà đây. A few moments later. Ủa sao mà sớm vậy? Tôi nói tàn ước con yêu lấy ra mà phát. Hai tay anh ôm. Quà tới đây. Cảm ơn ông. Ê, đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Tiền ship đâu nhóc? Có gì được gặp anh ta vào tối hôm nay? Đây chắc chắn là một cậu bé ngoan. Ước gì mình được gặp Satan. Satan con mẹ mày. Mày muốn gì? Làm mày lớn khổ quá ông ơi. Cho con bé lại được không? Đây. Nó sẽ giúp cho con bé lại. Đủ. Ước gì mình biết ông trùm của tổ chức áo đen là ai? Ai là triệu phú? Người ấy là ai? Khổ quá. Để coi. Ước gì con biết được ông trùm của tổ chức áo đen là ai? Ai là triệu phú? Người ấy là ai? Ước gì ta không làm mà vẫn được có ăn. Khổ. Ước gì không làm mà vẫn có ăn. Ăn đạn này không? Ước gì mọi người không tát mình nữa. Ước gì mọi người không tát con nữa. Dạ, con đúng rồi. Ước gì Cross thích lại mình. Ước gì rất thích lại mình. Ê, vậy còn gì nữa đâu. Ước gì có thêm mấy cái đứa nữa à. Mẹ nó út. Để coi có gì ở đây. Ước gì còn có thêm một điều ước nữa. Ước gì mất chinh ha. Để xem ước gì đây. Ước gì con được mất chinh. Tao cũng còn chinh nè. Giáng sinh là ngày đặc biệt mà ai cũng xứng đáng nhận được những điều ấm áp. Trừ cái bọn không có bồ ra, không có bồ lấy gì ấm áp, lo kiếm bồ đi mấy thằng nhóc. Nhưng các bạn à, Noel thì mỗi năm chỉ có một lần. Vì vậy, hãy nhớ dành thời gian cho gia đình, bên cạnh gia đình và làm những điều đặc biệt nha. Chứ cái tụi mà không có bồ á, không dành thời gian cho gia đình thì biết làm gì đâu. Nếu các bạn thấy clip hay, hãy like và subscribe để giúp mình đạt được 300.000 sub nha. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn một mùa Giáng sinh an lành.